kêu lại. Ý là trong con trâu đấy em nghe còn xăng ấy, em thấy dầu ở ở. Sao không xé dập ra hết đi? Bơm cũng qua bơm hai cái miếng bơm. Có tiếng bơm ra hết mà sao còn biết đâu. Lỡ nó cháy sao nãy em lên là nó bay mùi hâu rình luôn. Đúng rồi, em thấy nó cháy. Trong cái bơm. Còn chỉ dầu đâu á? Còn. Vậy giờ có cách nào ấy cho đỡ lỡ. Sao mà thấy công an đồ để thăm mong không đâu. Thì còn nhầm qua bơm máu, bơm qua tiếng bơm. Giờ nó chạy xuống như đây là thấm dây rồi lỡ có lửa là nó cháy á. Hai chiếc chữa cháy bơm nước ngập không cần đầy gì luôn. Vậy giờ chạy nó chạy nước hay là có thở dầu trong đấy nó ra. Khi là cũng là nhà dầu á, còn gì thử dầu á. Dạ. Thở nghe. Ừ, chiếc khu qua mà. Mình đem qua đây nha. Dạ. Trong chiếc nước kia là dầu tiêu hết. Qua qua gió nữa. Gió xin đây. Hơn nữa, hơn anh. À, qua đi đây, đi đây. Qua là con tàu này là nó nằm ở trong, sát sát như mấy con tàu này luôn. Dạ, ngay đường đây luôn, đường cháy là đường cháy là cho kéo ra. À, kéo ra. Một xe ra tụ một chiếc không đóng, sợ giờ chữa cháy. Quá nguy hiểm không? Xe chữa cháy là vô kịp thời rồi. Mọi người thấy ở cảng Đông Tác không, hiện tại là bây giờ đang tập kết sửa chữa bảo trì bảo dưỡng tàu để chuẩn bị cho mùa cá sắp tới này. Tàu biển vào rất là nhiều luôn cả nhà. Mọi người thấy ở miền quê thì làm ruộng lúa thì tới mùa thì xả ruộng bà con cũng rất là tất bật. Còn đối với người dân biển thì mọi người thấy không, bây giờ là vào bảo trì dưỡng tàu này. Thì cách đây một hôm ở cảng cá Đông Tác này thì trên báo chí truyền thông có đăng là một con tàu bị bốc cháy. Thì bây giờ Phạm Vinh đang có mặt tại cảng cá Đông Tác, mình sẽ quay review trực diện lại cái con tàu mà hôm qua các bạn thấy nó cháy ấy, cho mọi người xem nhé. Bây giờ mọi người cùng với Phạm Vinh tiến vào phía bên trong để cận cảnh xem thử con tàu ngày hôm qua nó cháy bây giờ nó như thế nào nha cả nhà. Mọi người thấy trên những con tàu to lớn như thế này, đây chính là người ta gọi là cái chân vịt này, động cơ chính mà đưa đẩy con tàu đi ra khơi. Mọi người to gớm, bốn cánh chứ mấy, nhưng mà nó đưa con tàu vượt biển Đông là quá dữ dằn ha. Đó, chú mắt quý khán giả thấy thì mình được nghe bà con chia sẻ thì ngày hôm qua con tàu cháy thì nằm ở vị trí này cả nhà, trên đường băng. Đây thì bà con đang bảo dưỡng đây. Thì trước mắt của quý khán giả là con tàu mà ngày hôm qua mọi người thấy bị cháy này cả nhà. Bây giờ xin mời khán giả cùng Phạm Vinh leo lên phía bên trên nha. Mình sẽ quay review lại thực trạng hiện tại bây giờ cho khán giả xem ạ. Thì chú mắt của Phạm Vinh hiện tại này, mọi người thấy không? Ở phía bên ngoài là thấy vẫn còn là nguyên vẹn nha. Đây là phía cạnh bên hông của con tàu. Anh nha, thấy không? Đây là phía bên hông trái. Mọi người thấy không có dấu hiệu cháy ha. Nhìn lên trên thì có đấy cả nhà. Có lẽ cháy phía bên trên bơm tàu. Bây giờ mình leo lên trên nhé. Đây cả nhà, thì Phạm Vinh đã leo lên trên cái bơm tàu rồi đó mọi người. Đây chính là cái cận cảnh mà xác con tàu bị cháy này. Bây giờ mình đi thì cũng khá là nguy hiểm, tại vì không biết nó cháy mấy cái vùng này đi an toàn không, mình cũng cẩn thận nha. Thank you.
Nhìn sơ bộ phía bên ngoài thì những cái lớp này còn nguyên ha. Mình thấy kia là ni lông gì mà cháy nhiều nhèo hết. Xem cái bom tàu này cả nhà. Nắng ở đây chói sáng nên cả nhà thấy nó hơi khó ha. Này. Thấy mấy móc cái gì thì kiểu kéo này cả nhà cháy hết nè. Nhiều nhèo luôn. Đây là phía bên trong con tàu này. Bom tàu này cả nhà. Wow. Cháy thành than hết. Cả nhà nhìn kỹ không cả nhà? Wow. Cẩn thận như nó cháy đi sụp nguy hiểm nha cả nhà. Cái thành này nó cháy rồi này, bây giờ đụng vô là nó ngã rất là nguy hiểm nha. Mình đi phải cẩn thận. Cháy thành than hết không cả nhà? Ống điện cháy kẹo luôn. Người thấy ghê không cả nhà? Đây là dưới bom này, mình nghe mùi xăng dầu nhiều lắm, giống như là xì. Wow. Cả nhà mình đang thấy nước còn đang chảy nè, mọi người thấy không? Xăng dầu đang chảy ra sao cả nhà? Wow, cái này hết sức là nguy hiểm này. Tối quá mọi người không thấy chưa? Để mình bật flash lên thử nha. Mình không có đèn pin cả nhà, có flash kìa. Phía bên trong này mấy móc này cháy chùi lùi hết luôn á. Wow, mình thấy ở trong tàu nó có cái bình dầu hay gì nó nhiễu họng chảy nước nè cả nhà, thấy không? Đó, đó đó, nó chảy. Mọi người nhìn ngay chỗ đầu tay phạm vi này, chỉ tới đó ngay chỗ cái chấm đó, xăng dầu gì chảy đó còn khét đó, khá là nguy hiểm đó cả nhà. Đây mà chỉ có sơ hở cái nóng mà bốc nó cháy luôn á. Wow, bên trong này đằng đầu á cháy hết cả nhà ơi. Mình chui vào không được nha, chui rất là nguy hiểm. Đứng đây còn nguy hiểm luôn á, cao này cả nhà. Mục hết không? Cháy đen hết không? Gừa quá. Đây mọi người thấy cây sắt không? Cẩn thận chứ nó rớt xuống là u đầu mình luôn á. Đây nè. Nghe thấy cây sắt cọc ngang không? Một mà đứt dây nó quýnh vỡ đâu còn đi chơi nha, rất là nguy hiểm nha. Đó thì đánh bắt cá thì cá bỏ dưới đây này cả nhà, thấy đen thui thì lùi luôn. Trên tàu thì mình thấy cháy ở bên tay phải nhiều hơn á. Tội bà con ngư dân ha, làm vất vả như thế này mà cháy như giờ là hết của tài sản luôn. Ở ngoài này thì mình thấy có cháy hơn mình mới dám đi tắm. Đó, cả nhà thấy không? Phía trong này cháy chùi lùi luôn. Mình vẫn còn nghe cái mùi xăng dầu chảy ra như vậy. Rất là khó chịu. Cả nhà thấy quang cảnh của bà con Đồng Tháp đang mùa bảo trì bảo dưỡng rất là nhộn nhịp này. Đó, cả nhà thấy không? Đây chính là cái đường ray.
khi mà tàu được bảo trì bảo dưỡng xong thì người ta kéo đến đường ray này này, người ta thả ra kia là đi ra biển luôn á. Ray tàu này, ở con tàu bị cháy mọi người thấy không? Hầu như Phạm Vinh thấy là nó bị cháy lớp trên, bên trong kia bông tàu cháy nhiều hơn. Còn sơ bộ xung quanh thì cả nhà thấy không? Phía dưới lớp đây nó chưa cháy kịp xuống nè, cháy lớp trên thôi. Đây thì bà con đang bảo trì bảo dưỡng sơn, nghe mùi sơn rất là nhiều, rất là bụi cả nhà không? Ý là trong cái con tàu đấy em nghe còn xăng ấy, em thấy dầu ở ở sao không xả dập ra hết đi? Bơm qua bơm hai cái mấy bơm qua tiếng bơm ra hết mà sao còn chứ biết đâu? Lỡ nó cháy sao nãy em lên là nó bay mùi khâu rình luôn, đúng không? Em thấy nó cháy trong cái bơm. Còn chỉ dầu trong không? Còn. Vậy giờ còn cách nào ấy cho đỡ lỡ? Sao mà thấy công an đồ bể tấm bông luôn không? Thì con nhà qua bơm máu bơm qua tiếng bơm giờ nó chạy xuống như đây là thấm ra rồi lỡ có lửa là nó cháy á, hai chiếc chữa cháy bơm nước ngập gần đầy đi luôn. Vậy giờ chạy nó chạy nước hay là có thở dầu trong đấy nó ra à? Khi nào cũng dài ngàn dầu nữa, còn dự trữ dầu dạ ớn vậy. Chí ồ qua mà mình nằm qua đây nha, dạ trong phía dưới kia là dầu tiêu hết qua mà qua gió nữa, gió đôi gió sen ở đây hơn nữa hơn anh. Qua ghi đây là ghi đây. Qua là con tàu này là nó sát nằm ở trong, sát sát dưới mấy con tàu này luôn. Đây nằm trong kia đây. Dạ, ngay đường đây luôn. Chừng cháy đây là nằm trong cái này. Chừng cháy là cho kéo ra. Kéo ra. Một xe ra đủ một chiếc chủ không đóng. Sợ giờ chữa cháy. Quá nguy hiểm hơn. Xe chữa cháy là vô kịp thời rồi. Hết bơm hết nước, bơm nước xong rồi bơm tiếp. Dạ. Quá là nguy hiểm hơn. Gió mà nó bốc nhanh. Chị đủ nói chị sao sao sao. Chị đẩy vậy chưa? Đây là mấy chú công nhân bảo trì sửa chữa tàu nha cả nhà. Kè chỉ là sao dưới nước đây? Kè chỉ là sao đấy? Đúng rồi. Kè bè chỉ đâu? Kè bỡ luôn. Kè bị bỡ luôn. Đó, theo như lời cỡ của cá là hôm qua là tàu nằm tại vị trí đó nha cả nhà. Khi cháy thì được người ta đội cứu hỏa vào chữa cháy và cho nằm kia nằm để lôi mình nó gần chỗ nước luôn. Đây là các con tàu được đang sửa chữa để chuẩn bị cho mùa cá sắp tới đây. Đây thì mình thấy đội ngũ anh em công nhân làm rất là nhiều. Thấy những con tàu khổng lồ luôn ra nha. Hiện tại là cảng Đông Tác là tàu đang được bảo trì bảo dưỡng rất là nhiều nha mọi người. Đây là những con tàu mà các anh làm gần như hoàn thiện đó, tàu cũ làm thành tàu mới luôn mọi người, rất là đẹp. Nay rồi thang máy nó ra khơi anh? Tháng sáu âm hả? Sáu sầu à? Dạ. Về nước là đây tháng sáu tháng bảy không xuống rồi. Đây là toàn bộ tàu tập kết vô đây hết. Sơn tàu mới luôn cả nhà. Thank you.
Cái bộ lông anh. Cái bộ lông của táo anh. Không giải cho anh con nữa cho. Con chúa.